Các bạn có nghe tiếng chó con đang rên la không? Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận biết tiếng kêu của chó. Tiếng kêu như vậy đó là chó nó nói là đau quá. Giờ Tiun bây giờ sẽ coi thử coi tại sao con chó Tiun nó đau. Ok. Đứa nào kêu đó? Con này thì kêu đau quá. Con này thì kêu đói quá. Tại sao tôi để nó trong cái thùng này? Bởi vì đây là trên sân thượng, nó dở giấy lắm, giờ thả nó ra là nó đi. Nó té lầu nó chết. Bởi vì tôi không có thời gian chăm sóc nè. Vừa làm việc, vừa chăm sóc thú vật. Mấy hôm nay là không có thời gian mà nghỉ ngơi luôn rồi. Hồi tôi sẽ tắm chó nữa. Đó, con này đói nó liếm nè. Con này đau quá hả? Bụng phình to. Bụng này nhỏ xíu à. Rồi lỗ đít coi. Lỗ đít đang sưng sưng lên. Có nghĩa là mắc ỉa không được, cần phải bơm đít. Đó. Đó, tôi rời vô lỗ đít nó ra la đau liền thấy chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ cho chó ỉa. Các bạn nhìn kỹ nhé, đây là ống bơm đít trẻ em. Các bạn banh hậu môn của chó lên. Con này nó đang đau bụng dữ lắm luôn nè, nó kêu quá rồi. Tôi sẽ bơm thuốc này vô cho nó đi cầu. Có thể là em nó đang bị táo bón. Ok. Để biết chính xác hơn em có coi bị táo bón hay không thì tôi ul là cho chó ăn hai bữa nay thì thấy cái em trắng á không ỉa mà cứ ăn xong là no rồi là đau. Đó, đau đó. Đau, ao 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 ao. Rồi bây giờ tôi cũng sẽ bơm đít cho em. Rồi. Bây giờ sau khi bơm đít cho em là em nó quằn quại dữ lắm rồi, nó muốn ỉa lắm rồi. Tôi giữ lại, không cho nó đi kiếm chỗ ỉa. Giờ tôi nói ỉa đi, ỉa đi, ỉa đi, để cho chó nó quen. Ví dụ như chó các bạn tập ỉa luôn á, mà nó đó 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 đó, nó sắp ỉa rồi đó, sắp ỉa rồi, mà ỉa, mà ỉa không được, nó đau quá, đang đau. Để coi. Rồi ỉa rồi, cứ có máu. Nhìn cái màu phân của chó là các bạn biết là chó đang bị táo bón rất là nặng. Các bạn thấy chưa? Bây giờ ỉa xong được rồi, nhẹ nhàng vừa ỉa vừa đái luôn nè. Các bạn nuôi chó là phải dạy cho chó kêu nó ỉa đi. Lấy tay á, rờ rờ vô hậu môn đó là nó ỉa. Nó không ỉa thì ép nó ỉa. Mà nó bị táo bón kìa. Đi công. Đó, nó muốn ỉa nữa rồi. Rồi rồi. Mình nuôi chó trong nhà nó nên có sân vườn, hoặc không có sân vườn thì dạy nó ỉa đúng nơi đúng chỗ. Cái nơi nào bạn cho nó ỉa thì nó chỉ được tới đó nó ỉa thôi. Ỉa đúng chỗ được thưởng ăn. Rồi, cứt bây giờ đó đã khá hơn rồi. Màu cứt nè, vàng hơn nè. Các bạn thấy không? Màu cứt nè, có máu. Ý, cái này là vừa cứt bón mà các bạn biết màu đỏ sệt sệt nước đục đục này là gì không? Là phần đục đục ngay đây nè. Cái này là trong phân của chó đang có ấu trùng, mấy cái con khoáng vi khuẩn, là mấy con dưa giun sán đồ này nọ đó. Cái này là mình gọi nó là vi khuẩn đó. Trong phân nó có rất nhiều vi khuẩn đó, sán khuẩn đó. Đó thì bây giờ là tôi phải đưa chó đi đến bác sĩ Cao Trần Đình Khánh ở đường Điện Biên Phủ. Đây là một vị bác sĩ rất là có tâm huyết. Còn cái Un á là nuôi chó nhiều, có kinh nghiệm, cái gì tốt tôi chia sẻ. Tôi không chỉ nuôi chó, nuôi cá, nuôi đủ thứ hết, thì tôi Un đều hiểu động vật nó muốn nói gì. Tôi nuôi từ nhỏ rồi nên hiểu hết. Ok, nó đang cố gắng đĩa nữa đó. Còn con này đói quá, giờ nó ăn như hạm. Đĩa nó đi con. Rồi các bạn hiểu rồi đúng không? Cứt ra, cứt ra đó. Các bạn mà dạy chó đó đó, cứt có rất nhiều vi khuẩn trong này, phải đem tới bác sĩ Khánh nha, để cho bác sĩ Khánh cho uống thuốc sổ lãi cho chó nha. Các bạn không nên cho chó uống thuốc sổ lãi bậy bạ nha, chỉ có thuốc sổ lãi dành cho thú y mới được thôi. Khuẩn nè, thấy không, cứt nó rất là nguy hiểm.